Kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ sẽ nắng nóng kéo dài ít nhất là hết tuần này. Còn ở Bắc Bộ thì từ đêm nay mưa nhiều lên, ở vùng núi và Trung Du có mưa lớn. Bởi vì ngoài rãnh thấp vắt qua khu vực Bắc Bộ, lại có thêm một vùng hội tụ gió ở ngay khu vực vùng núi khiến cho mây ẩm hội tụ mạnh ở đây. Lượng mưa từ đêm nay cho đến chiều thứ Năm ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ được dự báo là từ 50 cho đến 100mm, có những nơi mưa rất to là trên 200mm. Cần phải đề phòng với hiện tượng ngập úng ở những vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Đặc biệt nguy cơ sạt lở rất cao sẽ xảy ra ở những nơi có mưa to, chính là những cái vùng màu xanh nhạt này, như là ở Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn hay là Yên Bái. Có thể sạt với lượng lớn hàng trăm nghìn mét khối đất, làm đứt đường và chia cắt giao thông như là mới xảy ra trên quốc lộ 4H qua Lai Châu. Vì là có mưa nên ngày mai Bắc Bộ sẽ giảm nhiệt và đỡ nóng hơn. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu hết các thành phố của miền Bắc sẽ dao động trong khoảng là từ 28 đến 32 độ C. Ở khu vực Trung Bộ thì ngày mai từ Vinh trở vào đến Phan Rang Tháp Chàm nắng nóng với mức nhiệt là từ 35 đến 37 độ C. Nắng nóng thì cũng xảy ra nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ vào ngày mai, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh 35, 36 độ, còn ở Tây Nguyên là 30 đến 32 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió khu vực này cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.